đồng nghiệp tiết lộ ngày cuối đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Gần đây cộng đồng mạng đã truyền tay nhau đoạn video trong đó nghệ sĩ thoại Mỹ đã kể về những kỷ niệm khi đi diễn và tiết lộ bí mật về cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cụ thể nữ nghệ sĩ chia sẻ như sau: Trước đây tôi hay đi diễn cùng chị Thanh Kim Huệ, anh Vũ Linh, Trọng Phúc. Mỗi lần ăn cơm là phải tự nấu chứ không ra ngoài ăn. Trọng Phúc đi chợ còn mua cá, lựa toàn cá đồng, cá suối để mua chứ không mua cá nuôi. Trọng Phúc chăm lắm, mới năm, 6 giờ sáng đã đi chợ. Trọng Phúc tự nấu kiểu miền Tây cho mọi người ăn. Cậu Năm Vũ Linh cũng hay nấu món bún mắm, bánh canh, hủ tiếu, bún cá, làm được cả cơm gà nướng Indo, nấu ngon lắm. Cậu Năm ăn nhiều nên thích nấu, ngày nào cậu Năm cũng nấu cho cả đoàn ăn, mọi người đi chợ về cứ để đó là cậu Năm nấu hết. Khi biết mình bệnh nặng, cậu Năm đi suốt vì muốn đi chơi, đi Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu, mỗi lần đi như thế, cậu Năm mang theo cả đồ để tự nấu nướng. Tội nghiệp lắm. Lúc còn khỏe thì cậu năm không được tự do đi chơi, chỉ đi hát ở đâu thì chơi ở đó luôn chứ không đi du lịch, cậu thích đi Thái Lan chơi lắm. Thời gian còn khỏe thì công việc nhiều cứ cuốn đi, đi Đà Lạt hay Vũng Tàu cũng chỉ quay suốt. Đi từ miền Tây ra miền Trung rồi lại về Sài Gòn, Bình Phước, hôm nào mưa thì nghỉ hát tập trung chơi lô tô. Ngày đó, không năm nào tôi được đón giao thừa ở nhà vì toàn đi hát ở ngoài, hát từ tỉnh nọ sang tỉnh kia. Khi nghe những lời tâm sự của thoại Mỹ cộng đồng mạng không khỏi xót xa cố nghệ sĩ vũ linh là ngôi sao đình đám của sân khấu cải lương nhưng cuộc đời của ông gần như phải trả nợ và giúp đỡ cho gia đình chứ không có được hạnh phúc và sống cho riêng mình các bạn nghĩ sao về điều này hãy để lại bình luận cho kênh việt tin nóng được biết nhé